BMW service nè. Bây giờ mình quẹo chạy ra hướng lại hướng Con Tum để qua cung Trường Sơn. Ở đây nó không khí nó lạnh lạnh như Đà Lạt á, nhưng mà nó không lạnh bằng Đà Lạt. Không biết cái mùa lạnh nhất của nó thì như thế nào, nhưng mà ngày hôm nay thì nó không có lạnh như Đà Lạt đâu. Nhưng mà được một cái là cái không khí á, cái nó không có bụi, sạch lắm. Giờ mình chạy cái này ra, xuống đèo Măng Đen chạy ra ngoài lại. Ở đây nó đi qua cái đèo Măng Đen, nó kết nối Măng Đen với lại Con Tum. Đèo này thì hình như nó dài hơn đèo Grand thì phải, tại vì lúc chạy lên thì mình thấy nó dài hơn. Này đoàn đang trên đường về Nha Trang nè. Đến ngã tư Trường Sơn thì mình sẽ tách đoàn. Mình với đoàn vừa chia tay ở ngã tư Trường Sơn nha. Giờ mình sẽ đi rẽ phải Trường Sơn, đi về hướng đèo Lò Xo. Còn đi xe đi với đoàn thì nó vui hơn. Mà đây cũng là cái dịp mình quay trở lại cung đường xưa. Hồi xưa mình cũng đã từng đi mà lâu rồi mình chưa có dịp đi lại. Mỗi lần đi cái cung đường này là nó nhiều cái cảm giác nó khó tả lắm. Hai bên đồng lúa đã ha.
Châu Cha Mon. Đó, mọi người thấy công Trường Sơn không? Nó thẳng băng như vậy á, nó thẳng như vậy đi, đường rất là ngon luôn. Và một hồi nó sẽ có những cái cua liên tục. Lộ 14 trực chỉ. Hết địa phận của Kon Tum rồi ha. Thành phố Kon Tum chào mọi người. Derivation ta đi đi cũng đi đường này luôn, không biết là đi Đà Nẵng hay đi đâu, chắc nhập bạn luôn đi cho nó vui quá. À, xe Thành phố Hồ Chí Minh luôn mới ghê nhé. Mình không biết cái gì đã chờ mình phía trước đâu đó. Đi mình tưởng đi một mình chứ cuối cùng cũng có thể gặp đồng hương, đồng bạn. Đi này đi công Trường Sơn là đúng bài. Rẽ qua hướng Ngọc Hồi. Đi hồi nãy đi thẳng là mình ra Tam Kỳ luôn. À, đi rẽ hướng Ngọc Hồi, đi đường Trường Sơn tiếp, gặp nhóm Harley Davidson 4 chiếc, xin nhập đoàn đi chung luôn cho nó vui. Bên nhóm Harley đi Đà Nẵng ai về không phải, anh rẽ hướng khác nên mình lại chia tay nhóm này tiếp tục đi về phía Đà Nẵng trên đường mòn Hồ Chí Minh ha. Đi độc hành tiếp thôi, mấy đứa học sinh đi học ở vùng này mỗi lần lên đòi cái tụi nó xuống nó đẩy xe lên thấy thương ghê. Trường Sơn là đặc điểm có suối, hay suối gặp nhiều suối lắm. Đó, suối cạn lội qua được.
anh em nào chưa từng đi cung Trường Sơn thì nên có dịp hãy trải nghiệm một lần trong đời để hiểu ngày xưa mấy cô mấy chú mở cái con đường này nó khó khăn như thế nào. Bây giờ thì nhà cũng đông đúc rồi, đầu vào đèo Lò Xo mọi người. Đèo Lò Xo này nó dài khoảng 37-40 cây gì á. Đèo này mấy anh hay xây dịch á, rất là thích đi. Nếu mọi người nhìn đèo Lò Xo để biết ha, ai chưa đi thì xem biết, ai đi rồi thì rõ qua ha. Đó, đường bây giờ người ta cứ mở đất rồi vậy nè, rồi nó sạt, ta đổ bê tông ha mọi người ha, đổ bê tông không có tráng nhựa. Mà có mấy cái khúc cua người ta đang vá đường, người ta rải đá dăm chứ họ không có tráng nhựa. Nên mà ai mà vô cua mà không biết á, dễ sạt bánh lắm. Nên mấy đi mấy đường này cứ chạy từ tốn thôi. Chạy đến nơi chứ không có đua bơi gì đâu. Google Maps á, nếu mình chọn là đi bằng xe máy á thì nó không có sợt ở cái đường này cho mình. À, phải để chế độ ô tô thì nó mới sợp ra cho mình. Chắc là nó khuyến cáo là xe máy không nên đi đường này. Cái đèo Lò Xo nó ngoằn ngoèo mà nó dốc dữ lắm. Ở mấy cái khúc cua này là người ta gia cố mấy cái rào chắn bằng mấy cái vỏ xe không á, để tránh va chạm. Vậy mà mình thấy hư hỏng khá nhiều luôn, chứng tỏ là cũng tai nạn nhiều à. Đó, có đường cứu nạn liên tục. Thác dưới chân đèo Lò Xo mọi người. Đây chạm dừng chân đèo Lò Xo nè. Thì đó, mình ở đây mình đổ xăng ghé cái nhà đó ăn cơm.
đi không để ý chỗ này có cái vườn quốc gia. Ở đường Trường Sơn nó như vậy đó mọi người, nó cứ quanh co liên tục. Ai thích cua thì vô đây ăn cua, ăn cua no, ăn cua no luôn. Này nó vắng xe nhưng mình không chạy nhanh được bởi vì nó cua liên tục à. Đi solo trong này là cái cảm giác nó thấy nó lạc lõng cô đơn lắm. Không có ai đâu thấy không, có chỉ có ta với ta thôi. Phước Sơn rồi, đến huyện Phước Sơn rồi. Mà huyện Phước Sơn nó thuộc tỉnh nào ta? Không nhớ. À, huyện Phước Sơn là thuộc tỉnh Quảng Nam. Thôi vậy mình ghé vô mình ăn cơm đi. Ghé vô ăn cơm. Ăn cơm nghỉ nghỉ ngơi. Cơm 39 nè. Rửa xe nè, rửa chút xíu nữa. Rửa cho đất cát của mấy cái phuột với lại heo thắng á, rửa cho nó sạch à, cho nó đi mấy cái cục sạn to để nó không có kẹt thắng với lại không có hư phụt. Nó không trả gì đâu nhưng mà đều mình kỹ mình nên làm ha. Nó cũng sẵn nè, tiện làm luôn. Rồi cầu xơi, cầu đẹp quá trời đó. Xong đặc biệt Trường Sơn là nó cứ sông suối, sông cạn thôi, đi người ta đi bộ qua được. Đoạn này đoạn cuối của Trường Sơn, đoạn từ Quảng Nam qua Đà Nẵng có lâu, hai bên đường mọi người thấy không,
cái bông lau nó rất là bự mà nó dày lắm, rồi nhìn bên ngoài mới thấy được nó dày, nó dày cui luôn á, độ dài chưa, giống như sông Hồng vậy ha, gọi bãi cát nó bồi ra tú ngoài này. Sắp tới địa phận Đà Nẵng rồi mọi người, sắp tới địa phận Đà Nẵng rồi. Cảng Tiên Sa 50 cây, Ái Nghĩa 15 cây. Địa phận Quảng Nam, trời lúa mẹ non xanh rì luôn, nhìn đã ghê luôn. Này lúa mới xạ, tới Đà Nẵng rồi nha. Này như miền vào mùa lúa của miền Trung sao, từ Quảng Nam qua đây đồng lúa bán ngát luôn. Đi mấy cái đường nhỏ nhỏ nha, nhìn dễ thương. Mỹ Khê, bãi biển Mỹ Khê ha. Khu này là đại lộ Võ Nguyên Giáp, bên kia có tượng Phật là chùa, như chùa Linh Ứng ha, cũng là một cái ngôi chùa nổi tiếng của Đà Nẵng. Giờ mình sẽ đi kiếm chỗ nghỉ, rồi sáng mai làm việc, rồi chiều quay về Sài Gòn. Rồi tối nay coi có cái gì hay hay mình sẽ quay cho mọi người xem. Ở biển cũng có người tắm rồi nè, không khách sạn hoa trời, hôm nay có cái ngày hội gì marathon hay là gì rồi. Thôi vậy mình qua chỗ khách sạn Mỹ Khê mình coi có cái phòng không, chỗ này đông quá. Khu đô thị FPT đông cái ghê chứ. Đây nè, cái khách sạn gì chưa xây xong mà đẹp quá chưa, toàn cây xanh, cây xanh mặt ngoài đẹp quá, đẹp rất là đặc trưng luôn. Đó. Một người, dạ, một giường được. Đấy, ủa nó khác nhau cái gì? Vậy hả? Thấy là 400 đi. Dạ. Dạ. Đà Nẵng ha mọi người ha. Đây là cầu sông Hàn. Cầu này nó quay như hồi đó nó quay định kỳ hàng tuần ngày thứ mấy mình quên rồi. Nhưng mà nó quay mọi người khách du lịch cái canh giờ ra coi nó quay. Phố Đà Nẵng giờ dữ dằn chưa. Bên kia là cầu Rồng ha.
bên kia là cầu Rồng. Hay đi gặp tai nạn hoài. Biểu tượng của Đà Nẵng, cầu Rồng. Giờ mình đi mua một ít đồ.